Xin kính chào quý anh chị khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Đồng ngũ Car. Và trong video ngày hôm nay, nhân dịp vừa nhận được thông tư mới nhất từ chính phủ Việt Nam áp dụng lệ phí trước bạ giảm 50% đối với những dòng sản phẩm lắp ráp trong nước kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì em sẽ liền cập nhật ngay cho quý anh chị đang có nhu cầu tham khảo mẫu sản phẩm MPV 7 chỗ gầm cao của nhà Toyota đó chính là dòng sản phẩm Toyota Veloz Cross và trước khi video được bắt đầu em nghĩa luôn mong muốn nhận được sự ủng hộ cũng như là sự tin tưởng của tất cả quý khách hàng như những lần giảm thuế trước đây thì khi bắt đầu được chính thức thông qua giảm thuế sau thời điểm mà nhà nước công bố thì lần lượt các đại lý sẽ co chương trình khuyến mại lại cho nên những quý anh chị đang có nhu cầu lấy những dòng sản phẩm lắp ráp ở thời gian tới thì nên đặt hàng ở thời điểm này, cụ thể ngày hôm nay ngày 10 tháng 6 và trong tháng 6 này đặt hàng và chờ áp dụng giảm thuế thì chúng ta sẽ đi đăng ký. Như vậy thì chúng ta sẽ được mức giảm giá tốt nhất vừa từ của đại lý cũng như vừa của chương trình chính phủ. Toyota Veloz Cross được lưu hành tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản là phiên bản Veloz Cross Top và phiên bản Veloz Cross với mức giá niêm yết lần lượt là 660 triệu và 638 triệu đồng. Đây là hai mức giá mà Toyota đã giảm giá cho phiên bản Toyota Veloz Cloth. Và ở thời điểm hiện tại thì cả hai phiên bản đang được hỗ trợ trực tiếp chương trình khuyến mại từ Toyota Việt Nam. Chúng ta sẽ được tặng thêm gói bảo hiểm kèm theo đó là tiền mặt và gói phụ kiện trong chương trình của tháng 6 này. Cụ thể, đối với phiên bản Tota Veloz Cross Top với mức giá niêm yết là 660 triệu đồng thì quý anh chị sẽ được giảm trực tiếp tiền mặt lên tới 40 triệu đồng. Quý anh chị trừ thẳng vào giá xe giúp em nghĩa, mức giá sau so giảm chỉ còn lại là 620 triệu. Ngoài ra, quý anh chị sẽ được tặng thêm một năm bảo hiểm thân vỏ, gói vàng của Toyota và gói phụ kiện tùy từng thời điểm như dán phim, trải sàn và camera hành trình. Quý anh chị cần một mức giá tốt hơn thì có thể liên hệ trực tiếp từ số online để góc trái màn hình nhá Để em có thể hỗ trợ và tư vấn tốt nhất dành cho mọi người. Và khi có mức giảm giá lên tới 40 triệu đồng tặng bảo hiểm và tặng gói phụ kiện thì lăn bánh tại thị trường Hà Nội đối với phiên bản Toyota Veloz Cross Top sẽ là 722 triệu đồng. Lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 710 triệu đồng và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 690 triệu đồng. Đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để lấy xe. Mức giá trên chưa bao gồm giảm lệ phí trước bạ nếu quý anh chị lấy xe thời điểm này và sang tháng 7 đăng ký thì chúng ta sẽ được giảm lên tới 40 triệu nữa nhá. Tức có nghĩa lăn bánh tại thị trường Hà Nội chỉ còn lại là 682 triệu đồng và lăn bánh tỉnh chỉ còn lại là 655 triệu đồng quý anh chị nhá. Cho nên chúng ta phải biết nắm bắt cơ hội để uh, mua được chiếc xe với mức giá tốt nhất và cần tư vấn tốt hơn thì có thể liên hệ em để em hỗ trợ mọi người nhá. Và đối với phiên bản Toyota Veloz Cross với mức giá niêm yết là 638 triệu đồng thì ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng đang được hỗ trợ lên tới 40 triệu đồng tiền mặt. Mức giá sau giảm chỉ còn lại là 598 triệu và khi áp dụng chương trình giảm tiền mặt, tặng bảo hiểm và tặng gói phụ kiện thì mẫu sản phẩm Toyota Veloz Cross sẽ có mức lăn bánh tại thị trường Hà Nội sẽ là 697 triệu đồng. Lăn bánh tại thị trường Hồ Chí Minh sẽ là 685 triệu Và lăn bánh tại thị trường tỉnh sẽ là 665 triệu đồng Và cũng như phiên bản TOTA VELOT CROSS TOP Đối với phiên bản thường mà quý anh chị đặt cọc ở thời điểm này Để chốt giá khuyến mại của đại lý và ra tháng 7 đăng ký Thì chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ thêm 50% lệ phí trước bạ từ chính phủ Việt Nam Tức có nghĩa phiên bản VELOT CROSS sẽ có mức giá lăn bánh tại thị trường Hà Nội Sẽ là 657 triệu đồng ở thị trường Hà Nội Và tỉnh sẽ là 615 triệu đồng quý anh chị nhá quý anh chị cần hỗ trợ hay cần tham khảo thêm thông tin thì có thể liên hệ trực tiếp em nha. Toyota Cross Top luôn là một trong những mẫu sản phẩm có cái hệ thống an toàn Toyota Safety Sen tiên tiến bậc nhất của Toyota với diện mạo thiết kế cực kỳ là trẻ trung, thiết kế mui bay, chúng ta có mũi lướt gió và phía sau đó chính là cụm đèn LED chạy dài từ trái sang phải, hai cảm biến lùi phía sau và một bộ mâm lên tới 17 inch. Mặc dù sở hữu khối động cơ 1.5 lít, tuy nhiên đi kèm theo đó là hộp số tự động vô cấp CVT cho mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị chỉ 5,4 lít trên 100 km và 6,3 lít trên đường kia hợp quý anh chị nhá. Điểm xuất ở phần thân xe đó chính là những cái thanh nẹp chân kính và không gian ở hàng ghế thứ hai phải nói là rất rộng rãi trên phiên bản MPV này. Chúng ta sẽ có gập ngả hàng ghế sofa và ba gối ba ghế sẽ có gối tựa đầu kết hợp theo đó là cửa gió và không gian ngồi cực kỳ là rộng rãi nhá. Nội thất sẽ nào nội thất màu đen, ghế sẽ được bọc da pha nỉ cho cảm giác ngồi rất là thoải mái luôn. Và phía đầu xe đối với dòng Totavelos thì chúng ta sẽ có được trang bị cụm đèn chiếu sáng phía trước và phía sau đều là cụm đèn dạng LED. Đèn gầm sẽ là đèn halogen và đối với phiên bản cao top thì chúng ta sẽ có gói an toàn Toyota Safety Sense. Tuy nhiên ở phiên bản thường thì chúng ta sẽ không được trang bị và trên phiên bản thường thì chúng ta sẽ có mâm lên tới 16 inch. Và cả hai phiên bản thì đều trang bị điều hòa tự động quý anh chị nhá. Và màn hình trình giữa trung tâm lên tới 9 inch hộp số tự động vô cấp CVT và kết hợp với đó chính là phanh tay điện tử và auto hold, Đề nổ start up, gương chỉnh điện cục điện và gập điện và sẽ có trên gương sẽ có tích hợp cảnh báo vượt trên gương BSM và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Trên Totavelos thì chúng ta cũng sẽ có những cái hệ thống an toàn phải kể đến như là 6 túi khí xung quanh xe, cân bằng điện tử VSC, kiểm soát lực kéo TRC, phân phối lực phanh điện tử EBD khởi hành ngang dốc HAC và kiểm soát dân xe TRC và cũng rất nhiều những tính năng an toàn theo xe khác nữa và đó là tất cả những thông tin và những chương trình khuyến mại tổng lăn bánh mà em gửi đến cho quý hàng trong video này và quý anh chị đây sẽ là thời điểm tốt nhất để hưởng cả hai chương trình ưu đãi kép từ chính phủ và đại lý chính hãng quý anh chị cần hỗ trợ hay cần tư vấn thì có thể liên hệ em nhá hotline sẽ nghe trực tiếp 24 trên 7 để hỗ trợ của anh chị cảm ơn mọi người một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo